Trong video vừa rồi thì chúng ta đã tìm hiểu về Chainlay Animation. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một nội dung mới. Và ở nội dung mới này, tôi sẽ sử dụng lại về Chainlay Animation để tôi demo cho các bạn. Trong video này thì nội dung mà chúng ta cần phải tìm hiểu được đó là làm sao chúng ta bắt được các sự kiện di chuyển và kết thúc animation của một đối tượng nào đó. Ví dụ như các bạn quan sát hình ảnh của con Minion này. Khi nó bắt đầu di chuyển thì chúng ta phải bắt được sự kiện đó. Và sau khi nó kết thúc việc di chuyển, chúng ta cũng phải bắt được sự kiện đó. Ở đây tôi sử dụng Chainlay Animation để tôi demo. Đối với các animation còn lại như là Alpha, như là Rotation, như là Scale Animation thì các bạn có thể áp dụng tương tự. Như vậy, tôi quay lại phần demo mà chúng ta đã thực hiện trong video vừa rồi. Ở đây, tôi đã có một animation. Bây giờ, vấn đề của chúng ta cần đó là thiết lập sự kiện cho animation này. Tôi sẽ đặt nó như thế này. Animation, chúng ta sẽ gọi đến phương thức là set animation. Và rõ ràng chúng ta có animation listener. Tiếp tục tôi đưa vào đây new animation listener. Sau đó nó sẽ tự động override lại các phương thức như là on animation start, on animation end, on animation repeat, vân vân. Và đây chính là các sự kiện mà chúng ta có thể áp dụng. Ví dụ như đối với animation start, tôi sẽ hiển thị ra một câu thông báo get application content, và tham số thứ hai tôi in ra thông tin này và tôi sẽ thử thực thi lại để các bạn xem khi con minion của chúng ta bắt đầu di chuyển thì nội dung này nó có hiển thị hay không. Tiếp tục tôi quay lại máy ảo của chúng ta và các bạn hãy thử xem. Tôi vào đây, tôi chọn vào Chainlay thì con minion của chúng ta bắt đầu di chuyển thì phương thức này nó cũng hiển thị. Như vậy các bạn đã bắt được sự kiện khi mà đối tượng view của chúng ta nó bắt đầu thực hiện một hiệu ứng nào đó. Không chỉ riêng Chainlay Animation mà chúng ta có thể áp dụng tương tự cho các animation khác. Ví dụ như khi di chuyển xây một đối tượng nào đó, tôi cũng áp dụng tương tự như thế. Animation, gọi đến animation listener, new animation listener. Nó cũng yêu cầu chúng ta override lại các phương thức này. Tôi sẽ copy phần sortot này tôi đặt vào đây. Như vậy khi mà đối tượng của chúng ta bắt đầu xoay thì chúng ta cũng bắt được sự kiện đó. Tôi thực thi lại. Tiếp tục chúng ta quay lại máy ảo và chúng ta cũng thử kiểm tra xem khi đối tượng minion này bắt đầu xoay. Tôi chọn Rotate Animation thì khi nó bắt đầu xoay chúng ta cũng đã bắt được sự kiện của nó. Tương tự như thế, tôi chọn vào Chainlay, khi nó kết thúc hiệu ứng di chuyển chúng ta cũng bắt được. Và chúng ta dựa vào phương thức là On Animation End, tôi cũng in ra một câu thông báo cho các bạn thấy. Tôi copy tên của phương thức này và tôi đặt vào đây. Tiếp tục thực thi lại. Tiếp tục chọn vào đây và Chainlay Start. Và sau khi kết thúc di chuyển End chúng ta cũng nhận được. Ngoài ra chúng ta còn một nội dung nữa, đó là phương thức On Animation Repeat. Tôi cũng in ra câu thông báo. Ở đây tôi sẽ copy tên của phương thức và tôi đặt vào đây. Như vậy hiện tại thì đối tượng của chúng ta chưa thiết lập phần repeat. Tôi sẽ bổ sung thêm animation, tôi gọi đến repeat, tôi cho nó lặp lại một lần. Và kiểu lặp lại của nó tôi sẽ chọn là restart animation, gọi đến restart. Xóa giá trị này đi. Ở đây là restart. Và để các bạn dễ theo dõi, tôi sẽ tăng khoảng thời gian này lên. Ở đây tôi cho là 5 giây. Và tôi thực hiện lại. Tiếp tục quay lại máy ảo để chúng ta kiểm tra.
chọn vào menu và các bạn hãy để ý tôi click vào Chainlay, bắt được sự kiện Star của nó. Khi nó kết thúc thì chúng ta, nó chưa kết thúc, chúng ta nhận được Repeat. Và khi nó đã kết thúc rồi, chúng ta nhận được giá trị là End. Tôi sẽ thử thực thi lại. Tôi chọn Chainlay. Khi nó bắt đầu, nhận được Star. Nó đến đây, nó lặp lại. Thì khi nó lặp lại, chúng ta nhận được Repeat. Và sau khi kết thúc hiệu ứng di chuyển, chúng ta sẽ nhận được End. Và đây là các phương thức mà các bạn có thể dựa vào nó để bắt được các sự kiện bắt đầu di chuyển, kết thúc di chuyển, hoặc là sự kiện lặp lại của một animation nào đó. Trong video sau thì chúng ta sẽ tiến hành kết hợp các animation này lại với nhau để tạo ra một hiệu ứng chuyển động phức tạp hơn của đối tượng Minion.